Dọn dọn dọn. Tăng thôi. Let's go. Phần đầu tiên này, ngay cho mình rock classic đầu tiên luôn hả? Mình sắp. It's gonna be alright. Đây rồi, đi. Đi. Trời. Lên lòng đi. Ê. Ê. Ôi trời, xin. Trời, quá vậy? Quý tưởng gì vậy? Quá. Có gì? Có gà. Yes. Sắp chết rồi. Đúng rồi. Hay. Mẹ ăn được ăn đang ăn được gì thôi nha. Thôi. Được quá. Ôi, đi đâu mày? Ta giết đơn mục tiêu. Đây. Ôi, cái này ngon nè. Dựng ba một lòng uống gì? Đâu? Không có đồng đất luôn. Má. Giờ gặp gặp team Ace với lại Kenen. Anh không tăng thì gặp cái team gì đâu không? Trời ơi, anh ơi là anh. Chí cũng cao luôn hả? À? Chịu chết người chinh phục luôn. Ờ. Này khó lại gần Ace nha. Mình đánh ai vậy? À, Kenen. Ace Kenen. Lấy này trước hả? Sẽ lấy cái dưới, mình lấy cái trên. Đây. Ow. Mày ăn chó này. Mẹ cái ma xe này. Mày bị đánh nha. Score mất. Không có được ma xe này. Khó quá à. Khó chịu thế nhờ. Không. Cái gì? Gặp cái thiệt này đúng khó luôn á. Anh nhìn sẽ chết à? Anh đập nó ra xong kế tụi. Khó quá luôn luôn. À, đã đánh con tăng rồi gặp mấy con rồi. Thả gì rồi đánh không được đâu. Khó vậy. Sao game mày xuống vậy? Bình thường cái đánh đâu gặp, đâu gặp nhiều AD vậy đâu mày. Công ty rồi nha, bế đi được nha. Giờ giờ gặp team ai chóc hả? Bế ai chóc về. Này bắt ai được bắt nha. Không khó. Bắt cái ai vậy? Ai chóc với lại ấy what the fuck? Sao biết vậy? Ôi mà. Ôi, đang nữa. Mày đi. Qua đây ngoài nó được. Kéo ngoài lại nè. Trời. Đây con tim mày còn đánh được, tim con Kenen đánh mệt quá luôn.
mày chết cái này luôn, dữ. Mày ra này vừa so với cái bà rồi. Tăng kháng lập chậm. Cái này thì có máu. Đi. Nữa thêm cái tim, nữa là thêm cái xuyên văn rồi. Dữ, cho xe lên gì vậy? Ôi fuck. Hết. Đi. Ôi rồi rồi, ngon. Căng thẳng im fan. Thì làm sao? Dạ. Lấy lấy. Ok. Khó đánh á. Sẽ ép mình đánh trước đây là sao đó. Bỏ lên. Ấy, nó dính đi. Lên. Là đầu. Về giống mày nè. Ở chứ mình đánh lột thôi. Chết đi. Ngọc ngã rồi nè. Ờ, fuck. Ông bị bắt. Gà nó bắt em. Gà nó bằng mọi giá nó bắt em. Chứ gì? Ông bị bắt. Ông quá. Khi mà chóc thứ nhất rồi. Khi đồng minh còn giữ bơm trong máu, đánh bỏ một cục máu của bạn để tạo lá chắn cho đồng minh. Nhận ngọc siêu cấp đồng phủ đầu thì hắn ám. Ngon. I check it. Oh shit. Thôi tao mà lấy ngọc này. Mày sai em đang có 4 bản ngọc rồi đó. Thiệt, em đang có 4 cái bản ngọc rồi đó. Nha, đứng tâm tay nha. Cái này nè. Dạ. Bộ má bị cái thương lúc này trời. À, khó chịu. Khó vậy? Em chết rồi hả? Khó vậy? Cái... có ai... Anh Hả? Đồ của con AC nó đổi mỗi game luôn á. À, nó có cái dân đậu tặc kìa. Có cái ngọc quần què mà nó đổi đồ liên tục luôn kìa. Khó chịu đi. Giờ lấy gì sao? Đó bỏ trang bị hiện tại của bạn thay vào đó cái trang bị ngẫu nhiên trong mỗi giao tranh chỉ số cộng thêm và sẽ sung từ trang bị được tăng. Giờ không biết lỗi gì luôn. Ba phần. Tức là thiên băng của mình nó đánh về khó chịu. Giờ khó chịu mấy con phép rồi. Để là phép xong. Rồi đừng bước vô con chó nha, đừng bước vô giường con chó nha. I know. Mày nát sao? Lồng quá. Con chó mà đứng ép góc thì hơi nguy hiểm quá. Con chó. Chó mà rất nhiều chó. Con chó thì gàng gàng ép gùm ép bên lại gì á. Em ơi. Rồi có dùng chó, dùng chó. Nghĩ. Làm gì anh? Ê. Dám này dễ. Dễ vậy. Cặp này thì dễ. Ô xanh bị lẻ 33 đồng đó. À đồng cuối đầu. Thôi. Giờ gặp Kha'Zix Vega. Oh fuck man. Chỉ có hai lớp giáp vậy. Chẳng nghĩ. Ê, cái shit bro. Fuck man. Là con BK của mình nữa chứ. Mẹ BK của mình đi. Đi mẹ BK. Anh em chạy kìa. Đó. Rồi luôn, mày đi. Chắc kệ. Rồi đi. Where are you? Mày đi.
Ôi, bé rồi. Ui, chín em, anh chín lại. Anh nói luôn. Ôi, cái gì vậy? Con chết vậy? Bịp mẹ mẹ bịp. Bịp bịp. Nó có gì mà nó không chết vậy? Sử dụng chiếc cuối sẽ cho bạn bị nhiều tác thương trong 2 giây. What the fuck? Chết đi. Tăng thêm lượng lớn sát thương khi đồng loại bị hạ gục. Đây. Hai sát. Ngàn mốt nè, ngàn mốt dành cái cuốc thôi. Giờ gặp team gì vậy? Không biết luôn. Ồ, mình có 2 máu thôi bay ơi. Không bị phát. Ủa, mình không đánh hả? Ngon. À, xe có chịu đẹp đó. Úi trời ơi. Giờ mình gặp Vekazik Vega tiếp á. Cố lên. Có sao nó mua được đồ sao? Có đi phát hết. Happy bye bitch. Vekazik Vega, Vekazik Vega, Vekazik Vega. Ui, bí quá. Oh. Rồi, ôi, con sẽ chết. Đánh trên xe nhà này, đánh trên xe luôn. Sẽ đấm mình sao em? Đó, sẽ đấm mình mà. Đánh mình mà. Đó, không sao. Đấy, đánh cho mình kìa. Nó hồi động ngược lại em. Đúng rồi em ơi. Một lớp giáp rồi đó. Đánh sao? Ôi, con anh sẽ làm gì đó? Ủa, chết hả? Con đây! Khó vậy. Nghĩa là con ven này khó chơi, khó chơi. Chị chị. Giờ chắc gặp ồ, màu phai, màu phát, màu phát, màu phát. Ngon. Nhảy ra đánh ta. Nhảy đi làm không? Nhảy ra kìa. Nè. Bây giờ mình đánh nhau đây. Mình đánh mày trước. Ôi ơi, ê, không đau quá. Tôi còn ngọc, nhảy qua. Đánh đi anh, ok, tuyệt vời. Này mời, mời, còn là của em. Đoán được, nó lên tăng mà em. Nó lên tăng mà. Này mời. Múa lửa lên, múa đi. Hết chiêu rồi, khó rồi. Phèo nào à? Ăn được. Mày ăn. Hết chiều. Sao? Tiêu hóa phai về sau đánh không lại đâu. Có gì hết tôi biết. Bung, bấy, e, một siêu chung mừng. Vì một team K6 Yasuo. Làm sao? K6 Yasuo. K6 lần tăng không? Số lần đa mà nó fuck. Rồi cái 6 HK nè em. Chết con mẹ mày coi không mấy. Cái 6 HK tuôn. Chết mẹ nó. Boom. Bế đi nè. Sập không mấy. Ê bé bắn. Còn quá trời rồi mày sẽ chết.
lúc nó chạy nè. Nó xấu nạp kè rồi. Có gì ta? Vì đó sợ nó mới lại truyền kích truyền phố chẳng thấy bóng giá. No on không tích nữa hả? Má hồi xưa tổ tích được trái tim khổng hơn. Đừng lên trái tim anh, đừng lên trái tim anh, trái tim vô đây yếu lắm. Sao anh đã lên rồi, anh sẽ lên chứng minh là điều đó điều sai phải. Sao cứ đánh đi, tại team nó tăng cái mạng. Ôi coi Ari em ném liên tục luôn, cờ ảo vậy. Chúng mày nhận cái đâu. Ôi cái điên mẹ. PB. Ui. Anh không cứu em được luôn á. Xa, em đi xa quá à. Nó hơi ngoài dự tính, em không ngờ là một file nó sẽ R nó đánh luôn. Chứ sao em? Chứ sao em? Chứ sao? Thôi. Điều van tử thần. Điều van tử thần. Một lần mỗi vòng hồi lại chiêu cuối sau khi thi triển. Ô bế được hai lần này ngon. Thằng chữ S mấy hai lần uống mình được rắc xô rồi khó rồi là cái gì đó anh đấm bum cái gì kỹ năng chí mạng ok nói lại chó à. Thôi má. Lần là như này nữa là thôi rồi, Gia Su không được chơi rồi. Lấy. Quá lấy tiện chết luôn. Bút. Chết cả hai. Dễ vậy. Thằng Gia Su quá mấy thằng. Thằng nó hiểu tông. Em rờ Gia Su nó bằng cái đồ. Ra vé cho mày đó, mày cũng mạnh lắm mà sao mày đánh yếu quá vậy? Đây là do gặp ho phai. Cũng gì ta? Cũng cực mà. Ồ, cực đấy. Kẹt hóa. Thuốc tăng gram luôn. Chiếc còn này chưa cũng được nha. Ông không bế mình luôn. Bế mày tiếp. Đây, hỗ trợ em đây. Ủa, anh không được cái này luôn mà. Đen. Yeah, man. Em kêu cái đó yếu lắm mà. Sao anh kích được 1000 mắt có gì? Không sao, chơi đi. Đen. Cuối cùng rồi nè, lên thiên bang. Boom. Mới về luôn. Mới về tiếp. Tiếp mấy hai lần cũng vui á. Gặp team của Yasu, Yasu rẽ tông tới rồi. Đi ha. Ném lên cái gì mặt vũ trụ ấy. Một file lên nhà em đánh sao nổi. Thấy mà. Lên đồ an toàn chú ha. Nó mới mày luôn. Nó mới mày về. Cái cục mà. Không có một phút. Mày. Thẳng mà. Anh chết tao kiểu gì?
Khó rồi, mau phai hẳn quá. Vũ điệu ma quỷ nhận ngọc bước chân thần tốc mà bị nam bất diệt. Chưa phải hồi kết Ti Kinh Red. Không. Bước chân thần tốc bị nam bất diệt. Chưa còn máu. Tập team của Gravet với lại anh ấy nó thoải mái hơn. Oh yeah boy. Cái bới mày luôn. Cái bới mày luôn. Oh. Con này trước cũng được nha, thoải mái. Bới mày luôn. Bới mày nữa. Làm mày. Chết mày đây. Ô đi mẹ đâu chết rồi. Ô nó ô ô. Đọc đây. Em mày. Có là một cái gì đó. Rồi tìm mày đã sao. Phải có một món gì đó mạnh chứ. Gây sát thương phép. Ô tăng 100 chí mạng với 100 máu cũng thêm. Mày đi, mày đi, mày đi. Đi, mày đi, mày đi, mày đi. Lên mày thêm một món gì mày. Giờ lên thêm gì ta. Ui, lên được, ủa, lên được của mày si vắng với lại cái này luôn hả? Quái. Ghê chưa. Ôi, má. Quái luôn. Cái gì báo không? Chưa. Trời ơi, game này full counter. Thôi từ từ rồi, con chó, con chó, con chó. Con phải thế này. Con phải, con phải, con phải. Cái đi phê. Quay nhìn sai. Động máy anh cá. Quái mày đi. Ô quá. Ôi em chết rồi. Con bế mày nữa nè. Boom. Mẹ mày khó đấy nhờ. Khó thế. Anh phải cover em đợi cho thằng Chitana nó vô chứ. Em đánh mà phải. Mấy cái làm đi à. Ok ok ok. Để cover. Là gì ta. Em lên thêm cái bỏ tố luôn đền nữa hay là ok hãy mái nha. Hãy mái. Có rẻ. Không lỡ gì lên. Không lỡ gì lên. Thôi một ơi bộ phù thủy đam to hơn rồi cô vợ không cô vợ tới chết qua anh cô vợ tới chết luôn cô tới chết má chỉ có vương vị giữ dây chuyền một phút mình điên mà nhảy vô đó đó nhảy đi rồi đó đó thôi nó clear này của em rồi bạn nãy giờ làm lâu rồi cái điện về. Đây đây đây, mẹ cứ đi. Không cô vào nữa. Không sao anh, không sao anh, thoải mái anh. Nhưng mà em ơi, con chiếc ra này muốn gọi nó hoài không chết nó luôn nè. Rồi, GG, má đề khởi đèn, khởi đèn, khởi đèn. Ba bảo, không báo. Ủa, tim mày nhìn có vẻ dễ thở hơn. Chỉ có một con AD thôi. Thôi đi phát. Chết thế nhỉ. Dạ. Oh shit, come on. Bữa anh đánh con gì này anh đi chung với Atali, sau Atali đi kiếm nó chê là con gì yếu, xong nó là 27 anh ăn quá trời mạng. Có được không? Như cho mày cũng hên xui, tùy.
tùy duyên. Cảm giác đây em biết cái đồ Renga cho Milan, Renga cho Milan đồ bán thuốc máu. Nó thì cũng bị thạch đồ đó. Oh, what the fuck? Cái gặp 3 đây tôi nhảy. What? Xin chứ một. Phát cho tôi một đó. Holy fuck man. Let me go. Cảm ơn. Thôi. Chết con mẹ mày rồi. Đâu. Kéo lại. Có được qua xe xong rồi là xong rồi. Nhận phép hỗ trợ thủ hộ. Ủa, anh có cái chiêu là khẩu pháo nữa. Kỹ năng của bạn đánh dấu kế địch khiến chúng chịu sát thương tiểu đó tiếp theo của đồng đội. Đồng đội mình đánh còn đánh nữa. Coi thủ hộ nha. Vừa có hồi máu vừa có lá chắn. Em có này cũng hay thế à. Đó là gì? Đòn đánh làm giảm 15% sát thương. Quá. Mà em có gì? Bitch. Không hiểu bitch. Kéo lại nè. Ủa? Ôi xuống đó. Mày chết. Mày không chết. Đâu. Cầu máu nè. Ây khó lắm đi. Đâu. Không khó. Ây. Mày cứ đi mày. Em ơi đừng khóc. Em ơi đừng khóc. Rồi, nó chụp này nè. Hay. Hay. Mày em thiền thôi. Chờ. Khó rồi. Khó chịu luôn. Rồi, khó rồi. Được á. Ôi, su. Mày đây. Anh chăm phải vậy chứ. Cái đồ nó không ăn được nó. Để giờ để kia mày lên người ta bằng giá. Mấy con mua đồ làm chậm nhiều quá. Vô cái đồ Asse. Mà chết cha nó không dùng được. Ringa một bút rồi. Ok, cũng được. Oh. Chắc chưa em chơi chí mạng, chứ em cho hết đâu. Đây. Kéo lại đâu. Có sai em đến đây, anh có hồi máu. Ở đây sao cầu anh vậy? Chạy. Hồi máu. Bố, con thấy cái gì hết. Đây vãi. Thôi đừng lại cho bụi. Không đi phát khó đây. Ha à, hai tụi này chơi hồi máu em ơi. Thôi hả? Ok. Cầm tròn nhỏ quá. Có một cô. Khổ à. Còn nữa là những hồi máu em ơi. Bà lãnh chỗ gì đó luôn. Giảm cái hồn máu hả? Không em lên giảm hồn máu không có đam. Lên cái đồ chí mạng có được hình chí mạng hồn máu hả? Còn không có hả? Tôi sẽ phát kỹ là đồ đam. À lên nhắc tử vong quá hả? Đồ nhắc tử vong hả? À, chí mạng đó, thì chí mạng vừa có xuyên giáp nữa. Mua đồ lên này nè. Mua đồ lên đó chắc còn lên quân si bông rồi này. Go. Trời. Muốn đồ tiếp hả? Chó. Oh, fuck damn man. That's her bitch. Con chim có thành phần viên sao ta? Có bút lục. Bấy chút.
còn bấy giờ bấy giờ ủa chán hả ủa mẹ thôi thôi gì còn máu có ý tưởng gì không sao đánh vậy hoài chó này gần anh quá à. Quá bu trời nữa anh với anh phải lên nhấp gai với lên chỉ lo thêm cái thịt băng giọt lá trắng tăng theo bọn tối đa sau khi khống chế một tấm địch tròn đánh của bạn giảm 10 chiêu đi một giây. Trời ơi. Khó à. Không biết chọn gì nữa. Gặp Renga với Renga với lại Master gì? Chết được. Cái lửa. Thế tí đâu. Gì thân thủ lạ lướt hả? Ngon. Anh cũng mới có một cái gì mà sử dụng một kỹ năng sẽ cho điện 8 điểm một kỹ năng đó. Một công dụng vô hạn. Tiếp mẹ mày. À. Oh what the fuck. Có vậy. Bởi đi trước nè. Mẹn lồn vậy ta. Ngu rồi. Ôi. Mẹ cái lồn vậy đây. Chuyện bỏ hộ. Ôi. Chuyện bỏ hộ. What the fuck. Rồi nó nãy giờ bao bít. Không lại bao bít nó sẽ lên một cái nữa. Bù ấy ngược lại cho Renga. Cái này bịp quá vậy. Nó nhảy lướt di chuyển vậy thì để lại một vết phía sau. Vết này phát nổ sau một giây gây 1000 đam. Má à, rồi con Renga nhảy liên tục luôn. Fucking hell. Rồi khó. Khó cho set nó rồi. Bù đồ này khó chịu vậy. Còn máu tao bị ghiêu đến sao. Rồi, kéo cắn liền. Đúp đâu. Ôi mẹ. Thằng nó giữ tốt đi, luôn tới cuối luôn mà. Nhưng mà khó quá, đấm đúp ra. Cái gì ta? Cái gì đâu có giáp gai. Tình viên quá. Không được lét cái gì đó, hai chiêu cuối bá là bá luôn rồi. Xếp ba xe. Ôi nè. Ôi nha. Ôi mới bị chết. Ồ mẹ đóng một lần rồi. Còn máu nè, luôn. Chết mẹ rồi em ơi. Kéo lại nè. Đâu có đất này. Đêm. Nó cũng đẹp. Mà nó lên này lên... lên đam mà. Lên tam. Nó khác đi đôi. Nó cảm giác cung bút nó này con Renga mạnh đó. À, kẹo quá, gì không có đốc đánh này, chết. Chiến binh mùa đông. Ủa, anh ơi, từ cái này cộng mana chứ, không có mana, lên thôi. Ai vậy? Khó hả? Thử. Mẹ nó không kiếm mà. Tao fuck man. Oh fuck. Đâu đấy? Nó kéo mày đi. Thôi cái mày không. À có lại em ơi. Ok hai em ơi.
Rồi Amazon. Ô đủ rồi. Khó quá hả. Ủa mình coi máu mình ở đâu ha? Hả? À hết à, game mình thua rồi. Hết game là hết rồi. Chưa. Em mình còn đánh một game nữa. Cái gì hả? Đốt kìa. Sử dụng một kỹ năng sẽ hồi cho bạn 2% máu tối đa. Đòn đánh của bạn làm giảm 15% thương của địch à. Ok, chúng đi đi. Ngon. Nó mà cựu đấy. Chúng mày tặng. Team này thấy đánh khó. Giờ gặp AC với lại Set. Chúng nó là chứ đã. Win con AC tiếp nha. Ok ok. Anh cứ bắt Set rồi câu thời gian những gì đó là được. Được. Á mà cười đó. Đây này. Rồi, còn lại của em á, có lên. Xong. Mạnh quá à. Vậy xuống thương của địch hết. Ủa em có, nãy em được cái này luôn nè, mình không lấy. Em lấy cái giải thoát thương trước. Còn nãy anh được cái xe chỉ buồn kim nè, mình không lấy. Anh lấy cái giảm sát thương. À ừ. 15% còn 15% là 30% rồi. Thấp đánh thấp quá nè, kiếm mấy đồ. Không kiếm á, nên không kiếm nó có nhiều lắm. Ôi ok. Mẹ, con Rega đánh mệt rồi. Thôi đủ nhiều hồn máu. Có tiền. Gai bùi rồi. Trời ơi, có bụng gì ơi. Holy fuck man. Holy fuck. À, bao nhiêu dạo mà máu mới đủ trời. Cùng lộn á. Game sau mình gặp ai vậy? Game sau mình gặp Shinomiya với lại Mundo. Rồi em chơi được. Bắt cho Shinomiya nha anh. Anh cậu giờ hả? Anh cậu giờ. Nhà nào anh cậu giờ Shinomiya cũng được. Em Mundo được. Được. Đi tính. Ngồi mày nó bấm tiền. Có thế. Chắc lên nếu mà còn sống thì lên chiêu thương ác ma. Shinomiya đúng không? Mày. Ủa nó có cái quy của Morgana nha. Con mua đó á, cẩn thận. À cái Blitz. Rồi, Blitz hay, hay. 12 giây kéo một lần. Khổ mà em, Chim này nó không lại gần chết hết luôn á. Chim này nó không vô đánh. Trời. Phá một quật luôn á. Mundo cũng là vấn đề đó em. Đầu mẹ. See you die. See you ga. Iris is dead. Rất sợ sợ ức. Hôm em liên tục nữa. Ngon. How's the pink? Super like the cat. Ngữ pháp bằng không. Siêu giống cấp chắc thanh tài bản thân của đồng đội chưa hay tay phải con cái lè của em nó sẽ phế hai đau đầu nha được thậm chí ba đau đầu
Đấy, cho khi nào xuống tới 10 máu mới bảo lên dần dần. Anh mong đợi con cái đấy cấp 3. Không sao. Trong cái chế độ này sao nó cái cục rẹp quá đấy. Sao cái đồ lúc tiêu nè buồn mẹ binh đi cắt em trước đã nói gì nào. Tính chơi kiểu mana á, nhưng mà trong đây nó hết mana mà vậy. Sao này ra dễ quá. Đây dùng võ lâm, đây dùng võ lâm. Mày ra đúng không? Fucking hell. Cố gắng lấy tiền nữa. Này đó mà. Trời. Ô, bị chán rồi, thua rồi. Bye bye. Mẹ nó không có bị chữ lên. Con là bị chán rồi, mua rồi. Thôi quá. Fucking run, fucking run. Chết đây, con nóng. Solo. Đồ kêu luôn mà. Chết luôn mà. Đồ em sợ nó biến rồi. Đồ đi. Nhận ngọc siêu cấp đòn phủ đầu nò mất đi cấp phù. Tự động phóng ra một boomerang gừng và tướng địch gần bên. Ôi đòn đánh của bạn làm giảm 15% sát thương. Đây. Mình sẽ cố gắng làm gì đó. Ôi anh biết gì không? Em vừa lấy được cái bản ngọc. Thêm tóc đánh thôi. Ngon, lắp kính nhắm luôn. Nhưng mà các em thắc mắc là bây giờ nó đang là 200, bây giờ 200, về sau là 100. Về sau là thành 100 hả? Đúng rồi. Về sau anh đánh xa mà, về sau anh đánh xa mà. Game bị bắn hồn. Chó này. Đánh nhau ấy nhờ. Chết mẹ rồi em ơi. À, nói chung là cái mẹ đâu, cố lên, đấm thì nhiều đấm thôi. Wow, mà ra rất nhiều đấm ngoài không hết. Cố lên em ơi, đánh được á. Mình win được luôn em ơi. Anh mạnh lắm. Anh mạnh lắm, anh ngoài không chết. Yes sir. Ê, vẫn thắng được. Game biệt. Anh cứ đánh con quen, xong con quen cứ đánh anh, xong mình cứ cứ càng đánh càng hồi máu, đánh càng hồi máu. Đánh về đầu đánh được con quen gì thôi, rồi sau quen nó hồi máu cho mình điên cuồng đó rồi. Về sau là anh thấy con cây xanh tê rồi khó đánh. Chấm 5 giây rồi. Em suy nghĩ tới chuyện là em lên cái đôi giày về cái quốc chế dưỡng chất 11 tiếng tháng. Đợi tới đoạn em tháng là em chết luôn. Mày có ý tưởng gì không? Có anh, câu này. Hey. Yeah. Cái lồng đó, cái lồng đó, cái lồng đó. Yo, bro. Yo, what's up, dog? What's up, dog? Cái lồng má, cái lồng gì? Gì là vậy? Bút lộn cho anh rồi. Cố lên. Cố lên, rồi. Cố lên. Bước anh bước ngoài ấy. Anh đi em ơi, cố lên. Cái lồng má ơi. Không.
chút cái đồ. Về chị ơi. Chị ơi, má của nó có hất về. Lớn gì nó có mà nàng. Go. Thôi hả? Có lần rồi, có lần. Tùy xuống rồi. Ha. Mày. Fuck. Holy. Fuck off. Oh, fuck. I'm gonna get ladies. Rồi. Nó mất máu luôn à. Rồi luôn. Đại ca sao con quá vậy? Mà một quen đã nên nói gì rồi. Có đồ không nói nhiều quá rồi. Đánh ngồi hết rồi nè, có chịu. Linh hồn hỏa ngục tăng máu tối đa và một nửa năng lượng của bạn, ngon lắm. Đây không có cái trò à. Từ 9 à. Sao chất lượng 12. Lên nó đi. Mày hụt. Điện mẹ cái này không phải không hụt. Ở đây. Ui đâu phải. Ủa em. Ngọc nè. Từ anh ơi. Không mà. Lúc đó anh đang đi tìm đường cứu nước mà hồi bỏ cái tim mà. Vâng. Ủa còn một cái con quen bắt đầu mạnh rồi. Đó rồi. Có lượng mùi hả? Lượng mùi còn lâu. Tinh dê. Cái này chút đã xong rồi. Cái đéo gì đây? Nên nó xong đi ra. Khổ quá. Sâu quán bao. Sâu. Sâu quán cá hàng này ra. Không. Có lên không? Không. Con. Nguyên là nắm cái gì là có lên. Ok, không luôn rồi. Cái lồng má mày khó chịu đấy. Ồ à, có lên. Không biết nữa, có lên. Ủa chết rồi, cái lồng má. Ồ, cảm ơn. Ok, cái lồng má cái gì. Anh em sao mình chơi combo được không? Em thích combo thì nhưng mà cảm giác như con ta con keo này hư hết giờ. Quá còn đấy nhỉ. Thì còn lên gì nữa đây? Ghi chỉ chuột tội à? Gì tới giờ ta? Khó thế nhờ. Cái combo bên đây vui nè.
Hấp dẫn mà. Cái combo Cassante này tới biết chứ. Ngoài rồi, ta biết tới kết hợp của một con tăng nữa cũng quái lồn đó. Mình thấy mà là con Cassante đâu. Chó chó chó. Không bị phát. Nhanh, nhanh, nhanh. Né. Mày đi hả? Tao. Tao đi rồi. Go. Fucking run. Khó quá à. Quen này. Hai mày, cố lên. Mày chết quen đi. Mày chết. Cố được đó. Thôi đừng 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 ra đừng hai. Ta đấy thật sự có chịu á. Sao anh đánh, đánh nhìn yếu quá ta. Ta đấy tự hủy luôn. Bạn nhận màu xanh. Ô ngon 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 ngon. Đánh cái này nên hồ máu cho em. Chứ đánh màu xanh màu đỏ là ngon. Nhớ không nhầm cái bùa đỏ là có làm chậm đúng không? Đỏ có đố em ơi, có làm chậm. Bùa đỏ có làm chậm, làm chậm, làm chậm, làm chậm, có làm chậm nè. Có xanh, mới biết đó. Xem, biết giờ chỉ biết nhớ là đốt mà, không biết làm chậm. Có làm chậm quá tuyệt vời cho ok mà em cũng lấy cái đó luôn rồi. Ngon. Xanh có mana hồi chiêu rồi. Mana hồi chiêu quy nữa lại lại cặp này nữa hả? Ok 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 được ha. Đi thôi. Mẹ xuống ngoài luôn. Em. Đó rồi. Ôi mệt lắm, đó là cái gì? Phải đi quá. Ô mày! Ơ! Chết! Nó hiểu đi! Ô cái lùng mát á! Oh my god! Anh chà anh biết gì không? Sao? Hai đứa mình chơi lên với tin sau. Kệ đi mà. Móc, đứt, móc, móc, kè. Đâu, đây, đây, móc, móc, móc. Đánh nào anh Tây, đánh nào anh Tây. Đó là bỏ. Bỏ. Má. Lỡ cái này lên. Bỏ. Bỏ. Đứt. Bỏ. 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 Sao bị ra không rồi? Bỏ luôn rồi. Đen. Có đấy nhờ. Trời bên kia chỉ có Sao bị ra, chỉ có Nila. What the hell. Hai công ty. Kéo lại. À, synergy đó cũng nghe cũng hay á. Em nhớ là con Nila là R nó là kéo lại gì xong hút lại đúng không? Đúng rồi. Xem ra đi R. Piu 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 piu. Vâng. Đe đe đe. Xem ra đi chúng nhau. Ồ, hơn là anh ta con Renga đó, không người con Bobit nó đi chung với Renga. Quá. Cảm giác vậy luôn. Má cái gì ra thua sao đùi đỏ nữa. Hai thì bút. Ba thì cũng bút. Renga hay là ấy lộn Owood hay là đi thôi Owood được mày kéo đây tính nữa móc
Em biết gì không? Con Ubix này khi mà đang dưới dưới 33% máu nó sẽ hồi gấp 3 á. Nên là không biết nữa. Khi đánh con Ubix không được đều hay. Còn đúng mình xài quá không? Qua. Sao sao? Con bò. Bò nó lại cái lùn đó, không phải lùn. Nè anh coi con bò xem ra nè. Bữa này thắng. Bút của bò thắng. Không. Ngon con bò không rồi. Đánh. Không mà. Đánh phát làm chơi. Nhờ 1.000 máu nhưng giảm 10 cho sát thương gây ra. Nhận 300 điểm hồi trang bị. À điểm hồi trang bị hả? Điểm hồi trang bị. Vì sao? I'm gonna get lazy. Mà nó lên là mình chỉ chuyện ở rồi, sorry. Đi. What's up, bitch? Đây vậy? Ngoài. Chạy đánh, chạy đánh. Ui. Ui. Ui, ơi đánh đâu vậy? Oh, bro. Oh, oh, oh. Em, đứt. Oh, đứt. Oh, ui, tao hồi ha. Đâu vậy? Ôi em ơi. Rồi luôn. Em bé tí luôn rồi. Cái lùng đó. Sao bé tí vậy ta? Đó. Tiêu nhỏ, tiêu nhỏ. À. Khó chịu à. Lấy được tiêu nhỏ đầu tiên luôn. Em cũng vậy nhưng mà em không ngờ nó cũng có tiêu nhỏ. Rồi là con bò. Con bò nhỏ xíu luôn. Ý. Mấy cái mày khó. Thì nó có steel nè. Thôi anh em. Anh em mình cứ full tăng cái kháng phục và đóng thôi chứ khó dễ gì đâu. Giáp gai rồi, nó anh thường liên tục mà. Để bờ thêm cái kia bờ còn con chữ gì con giáp mà nè Samira hay bò nghĩ gì là Samira nhưng bò làm sao go oh fuck bitch năm trước rồi quá khó chịu vậy luôn. Bò mà cũng tên em ơi. Qua đây cưu, cái cung mẹ mày rồi. Ủa em, áo mà xì dưới. Thì nhanh nhỉ. Em ơi, nó hồn không? Mẹ chết. Khó nhờ. Em ơi, tao đi, nhanh. Hay. Rồi con này là tôm thép. Mày hết chiều đúng không? Tao không vậy. Ủa, nó đem mấy cái mẹ ra mày. Yes sir. À, lên gần giáp mà. Cái gì quá hả? Thank you.
Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Thằng này má cái ống bông. Ủa? Nó chưa. Từ từ, chó bây giờ, chó bây giờ. Nói rồi. Có ý tưởng gì không? Có anh, mình chỉ còn thời gian thôi anh. Được. Thôi, mình bắt nó lại được mà. Cuối game mình bắt mình đánh lộn được mà. Có ném đánh thôi. Mẹ đó em ơi, chút mẹ đó. Có mess up với anh em mình. Em ơi. Cái này cung. Mày sơ. Sau khi máu tụt xuống 50%, nhận ngọc siêu cấp xuất hiện và top fan. Nà nà nà. Không không. Nhận thêm 25% xin giáo xin phép. Chịu hồi Eri và tiên thạch biểu. Được. Được lắm là thử thôi. Còn có chuyện. Vậy sau khi máu tù xuống 50%, ôi mẹ là cái ưu tiên em á, tù xuống rồi lấy máu lại bất bao rồi. Ấy bất nè tù xuống nè tay mày chó này đầu đầu em. Ồ, khó quá. Mạch cha, không sao, không sao. Không bỏ cái bộ kim nữa. Rồi chút đá, muốn gì đây? Này đi. Không có biết. Chưa xem lỗi. Mình đang xem cái gì được tin chụp cậu nha. Thầm bật kết đây. What the hell. Bay 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 bay. ECO đi lại. Ôi, oh, what the fuck? Hay quá, anh còn sống em ơi, còn sống em ơi. Anh chết rồi. Kìa này phải trốn mà. Bắn mà. Ồ, nó có cái quân chi bông rồi. Đó rồi. Sao càng đánh càng tụi má tất cả đánh tụi má đồng đánh vết thương xấu. Yes giờ gặp team bò ngủ bò hoài. À. Nhiều tiếp tục. Shit. Em vẫn all in Samira nha. Được. Biết all in được không? Má đánh tối dĩa luôn. Được cũng phải được. Dạ. Ủa cái bụng quá mày. Rồi đại ca ơi anh chết chút rồi. Không anh không nghĩ là con Samira đam to vậy.
Nó hồi máu rồi nè, hỏi sao. Hay đi, con đi. Chỉ không có tận sức chứ. Rồi, má, con cút ngu. Nhận phép hỗ trợ khơi dậy, cho phép bạn bận sức để hồi máu và năng lượng. Làm bất động tướng địch sẽ tài hữu thiêu đốt đi thời gian. Được. Xét, chú mày xét. Chắc chỉ có cắn thuốc mà. Wow. Vai kia là con một chó này. Giờ nhà hết anh ơi, em không có niềm tin chiến thắng anh à. Ok được. Như vậy. Còn bài nó cứ có giáp hoài ta. Quyết rồi. Má mày, con đi. Ô, nó đánh đi. Không. Má lên quá sớm mà nó không đánh mình. Mà lên mà quá trễ thì lại không đánh mình chết queo. Tiêu. Tiêu. Má sao nãy tìm thằng nãy tìm nó đánh mạnh mà ta sao tìm đánh yếu vậy. Nghe đánh cái team này là phải câu thời gian đó, chứ không là ôn tim cảm giác vậy. Bò đó hả? Ủa chẳng phải thường này e đẩy ra câu win bò mù thế bò giỏi. Oh my god, lại thua.